Xin chào, mình là Ngọc Vi và các bạn đang theo dõi Air Channel. Cách đây ít hôm thì chúng ta đã cùng trải nghiệm tổng đài tiếng Việt của Apple. Lúc đó thì có một số iFan đã trêu chọc Samfan rằng Samsung còn lâu nhé. Nhưng mà sự thật thì Samfan tại Việt Nam được hưởng hỗ trợ tốt hơn và đầy đủ hơn rất nhiều so với táo fan đây. Đơn giản một điều là Samsung đã có mặt tại Việt Nam từ rất là lâu rồi, trong khi Apple thì vẫn chưa. Hơn nữa, Samfan còn được hưởng một hỗ trợ đặc biệt chỉ duy nhất Samfan có trên thế giới mà thôi. Đó là gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Và tương tự như Apple thì Samsung cũng có một cái trang web support, và chúng ta sẽ vào cái trang web này trước. Chúng ta sẽ vào trang web là samsung.com/vn/support. Tuy nhiên thì nhiều như thế này, nếu mà chúng ta nói hết, trải nghiệm hết thì không biết là đến bao giờ. Cho nên là chúng ta sẽ nhấn vào những cái dịch vụ hỗ trợ mà đặc biệt nhất của Samsung thôi. Cụ thể ở đây thì đầu tiên hãy nói đến hỗ trợ trực tuyến. Đây, các bạn nhấp vào, nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang là Samsung Live Chat. Tức là các bạn sẽ chat trực tuyến với lại những chuyên viên kỹ thuật của Samsung luôn, và chúng ta sẽ được hỗ trợ tất cả vấn đề. Ở đây thì các bạn có thể chọn là TV hay là mobile phone, chọn một cái sản phẩm của mình. Sau đó thì các bạn nhập đầy đủ những cái thông tin như là tên, họ, email, số điện thoại này, kiểu máy, số series, rồi cái thời gian mà các bạn đã mua là bao nhiêu năm rồi, 1 năm, 1 đến 2 năm hay là hơn nữa. Và quan trọng nhất là cái ô trống ở bên đây thì các bạn sẽ điền vào cái tình trạng lỗi mà mình đang gặp phải hay là cái vấn đề mà mình muốn được tư vấn. Sau đó thì các bạn chỉ cần tiếp vào cái ô là tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản của Samsung, sau đó ấn bắt đầu. Thế là chúng ta có thể trò chuyện với chuyên viên của Samsung luôn. Đấy, như vậy thì cái hỗ trợ trực tuyến này thì theo mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn mà chúng ta đang sẵn ngồi trên máy tính rồi, thì chúng ta cứ vào đây nói chuyện luôn, không cần phải gọi điện thoại. Hoặc là đối với một số ít bạn mà chúng ta ngại nói chuyện điện thoại với người lạ thì các bạn cũng có thể ngồi gõ chat. Thế thôi, rất là đơn giản. Email thì nó cũng sẽ na ná hỗ trợ trực tuyến một chút, nhưng mà thay vì là nói chuyện liền luôn lúc đó thì có thể là các bạn đang bận cái công việc gì đó thì các bạn cứ gửi email và người ta sẽ phản hồi lại cho mình, khi nào mình rảnh thì mình đọc. Thế thôi, Samfan phải cười đi, bởi vì các bạn có một dịch vụ hỗ trợ rất đặc biệt mà không chỉ táo fan phải ghen tị mà fan của tất cả các hãng khác phải ghen tị với các bạn, bởi vì cái dịch vụ hỗ trợ này chỉ có duy nhất Samsung là cung cấp nó ở trên thế giới mà thôi. Đó là dịch vụ hỗ trợ từ xa, xem nha. Như vậy thì các bạn có thể thấy là cái hỗ trợ từ xa này không chỉ hỗ trợ cho các thiết bị di động thôi mà chúng ta còn có cả sản phẩm TV nữa. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi là cái dịch vụ hỗ trợ từ xa này nó có gì đặc biệt. Thông thường khi mà các bạn chat trực tuyến này hay là các bạn gọi điện thoại lên để trình bày về những cái vấn đề của mình cho bộ phận kỹ thuật của Samsung thì đấy cũng chỉ là một hình thức hỗ trợ trực tuyến mà thôi. Nhưng mà với cái hỗ trợ từ xa này thì tức là chúng ta sẽ được hỗ trợ trực tiếp khi mà kỹ thuật viên của Samsung có thể truy cập được vào các thiết bị của bạn, bao gồm cả điện thoại, máy tính bảng và TV, giống như là họ đang cầm cái thiết bị đó luôn. Và nếu như mà các bạn có những cái vấn đề nào thắc mắc về cái hỗ trợ từ xa này thì chúng ta có thể xem ngay ở những cái câu hỏi thường gặp bên dưới này, và mình thấy là nó cực kỳ đầy đủ luôn. Chẳng hạn như là có trả phí cho dịch vụ này hay không thì nó sẽ trả lời cho các bạn là cái dịch vụ này các bạn sẽ không bị tính phí, ngoại trừ việc là các bạn phải có kết nối 3G hay là wifi, có kết nối mạng. Ngoài ra thì mình nghĩ là có một vấn đề các bạn đang cực kỳ băn khoăn, đó là kỹ thuật viên của Samsung họ có thể truy cập đến mức nào trên thiết bị của các bạn. Thật ra là khi mà các bạn đã kết nối rồi thì kỹ thuật viên Samsung họ có thể truy cập vào bất kỳ một cái trình đơn hay một cái tập dữ liệu nào trên thiết bị. Đấy, như vậy thì sẽ có những bạn cực kỳ lo sợ lỡ đâu luôn những cái bộ phim hay như là Ba Chú Heo Con chẳng hạn. Nhưng mà các bạn không cần lo, bởi vì kỹ thuật viên Samsung họ sẽ không xâm nhập vào những cái dữ liệu mang tính chất cá nhân của mình trên thiết bị. Và ngoài ra, nếu như mà cần thiết phải truy cập vào những cái trình đơn, những cái dữ liệu cá nhân đó thì ngay lập tức trên thiết bị của các bạn nó sẽ hiện một cái bảng thông báo là bạn có cho phép vào hay là không. Nếu như mà các bạn chọn không thì tất nhiên là người ta sẽ không thể xem được dữ liệu cá nhân của các bạn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm luôn nhá, mình cũng đang rất là háo hức. Và để bắt đầu cái dịch vụ hỗ trợ từ xa này thì các bạn có thể là vào ngay cái app quà tặng Galaxy ngay trên thiết bị của mình luôn. Trong cái phần dịch vụ thì các bạn sẽ thấy luôn là hỗ trợ từ xa. Nhưng mà để bắt đầu sử dụng dịch vụ này thì không chỉ là từ quà tặng Galaxy thôi, mà các bạn phải tải về một cái app có tên gọi là Smart Tutor. Mình không biết đọc đúng hay không, đại khái chính là cái chữ này. Và các bạn có thể tải cái app đó về từ Google Play hoặc là từ Galaxy App luôn. Rồi, mình đã tải về luôn ở đây. Mở ứng dụng lên thì nó sẽ hiện thêm một cái gọi là giới thiệu về cái ứng dụng này. Sau khi kết nối thì kỹ thuật viên có thể kiểm soát từ xa thiết bị của bạn để sửa chữa các vấn đề kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu suất thiết bị của bạn. Bấm vào OK. Tương tự ở trên TV ấy, thì các bạn cũng sẽ có một cái mục là menu và các bạn sẽ vào hỗ trợ từ xa thì chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự như là trên điện thoại luôn nhé. Rồi chúng ta chỉ cần chọn quốc gia, sau đó là chúng ta chọn đồng ý với những cái điều khoản. Ở trên đây thì các bạn có thể thấy là ở đằng sau là nhập 6 ký tự mã kết nối, bạn cần gọi kỹ thuật viên để yêu cầu mã này. Thì ngay lập tức là nó cũng sẽ hiện lên cho mình một cái bảng call center luôn, các bạn không cần phải nhớ số tổng đài của Samsung. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhấn call luôn. Điện thoại này. Mừng quý khách gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng công ty điện tử Samsung Vina.
Welcome to Samsung Dinner Electronics. Để sử dụng tiếng Việt, bấm phím 1, English, press 2, now. Dạ, Samsung Dinner khách hàng, em là Thư, có thể hỗ trợ gì cho anh chị? Dạ, em đang trải nghiệm cái dịch vụ hỗ trợ từ xa của Samsung ạ. Yêu cầu nhập mã số 6 chữ số ạ. Dạ, trước khi hỗ trợ chị cho em xin tên của mình được không chị? Dạ, em tên Vi ạ. Em xin lỗi chị, vào trong cái ứng dụng Mát Tô To chị chọn nằm mở đồng ý với các điều khoản điều kiện đi chị. Dạ, em có chọn đồng ý với các điều khoản điều kiện rồi đấy ạ. Dạ thôi, chị sẽ cứ đối với mấy mình thôi. Rồi, chị nhập dùm em là 185597. 185597 à? Đúng rồi chị, giờ chị kết nối đi. Chị chọn cho đó, chị chọn được một điều khiển từ xa đi để em kết nối với chị. 185597 đây, vâng, em đang nhập. Điều khiển từ xa. Bây giờ thì đang kết nối đúng không ạ? Đúng rồi chị. Ok ạ. Rồi em thấy được máy của mình rồi, bây giờ ý của chị là muốn hỏi về vấn đề nào? Em muốn tạo một cái Samsung account của riêng á chị. Bây giờ chị muốn tạo tài khoản để chọn cho một tạo tài khoản này chị. À vâng ạ. Chị điền đầy đủ thông tin để đóng tài khoản rồi mới tồn tại. Ồ, chị cần điền tất cả thông tin trong đây là được rồi đúng không ạ? Đúng rồi chị. Dạ, 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 rồi. Này, chị cần hỏi thêm thông tin gì nữa không chị? Dạ, dạ, được rồi, nếu mà có cần thông tin gì thì em sẽ liên lạc lại, em cảm ơn chị ạ. Dạ, dạ. Dạ, phải khi cần hỗ trợ gì thêm mà chị gọi lại ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em thưa xin chào và cảm ơn chị Vy ở Samsung View khách hàng. Cảm ơn chị, chào chị. Đấy, các bạn có thể xem là vừa rồi họ đã có thể truy cập vào cái thiết bị từ xa luôn. Mình không hề đụng chạm gì đến trên điện thoại hết, nhưng mà nó vẫn nhảy từ màn hình này qua màn hình kia rồi nhảy qua Samsung account để thiết lập. Đó là bởi vì do cái chuyên viên kỹ thuật của Samsung họ đang thực hiện từ xa chứ không phải là mình. Ở cái này thì nếu mà bạn nào có sử dụng TeamViewer thì nó cũng na ná như thế. Phải nói là cái hỗ trợ từ xa của Samsung như thế này quả là cực kỳ hay luôn đúng không? Các bạn không cần phải mò mẫm, hỏi xong rồi lại phải mò mẫm tự mình, mà tự Samsung họ sẽ chỉ các bạn đến đúng cái mà các bạn cần luôn. Và cuối cùng thì khi mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn chỉ cần ngắt kết nối thôi. Đấy, sau khi mà các bạn đã ngắt kết nối, tức là cái phiên làm việc vừa rồi đã kết thúc, và chuyên viên kỹ thuật của Samsung thì họ sẽ không thể truy cập vào cái thiết bị của các bạn nữa, trừ khi mà các bạn tiếp tục thực hiện một cuộc gọi nữa. Định kết thúc video nhưng mà chợt nhớ ra là có một cái dịch vụ nữa gọi là dịch vụ chăm sóc thông minh. Cái dịch vụ này thì nó sẽ có mặt tại những cái hệ thống trải nghiệm của Samsung tại tất cả cửa hàng trên khắp Việt Nam. Và với dịch vụ này thì các bạn vừa có thể trải nghiệm máy của Samsung này, các bạn vừa sửa chữa và vừa nâng cấp phần mềm của mình luôn. Quan trọng hơn là họ sẽ không ngâm giấm chiếc máy của mình mà sẽ cam kết là sửa chữa trong vòng 24 giờ đồng hồ là tối đa. Ngoài ra thì trong cái khoảng thời gian đó, Samsung họ sẽ đưa cho mình một cái điện thoại khác để mình sử dụng tạm thời. Đấy, tóm lại thì với việc là Samsung đã có mặt tại Việt Nam từ khá là lâu rồi, cho nên là các bạn sẽ được hỗ trợ gọi là tận răng luôn, từng ly từng tí một, không thiếu gì cả. Và quan trọng hơn là sau cái video về dịch vụ hỗ trợ của Samsung đầy đủ như thế này thì mình hy vọng là không phải gặp một cái comment giống như hôm trước rằng con nhỏ này chắc là fan táo này, nói tốt cho táo không thôi, chả thèm xem. Đấy, cho nên là hôm nay mình làm Sam luôn cho nó cân bằng. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.